Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Bố Trạch thực hiện. Sau phần tin về một số hoạt động trên địa bàn có phóng sự, Bố Trạch tập trung phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cựu chiến binh cơ sở năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có 110 học viên là các ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh các xã, thị trấn, chi hội trưởng các xóm, tiểu khu trong toàn huyện. Các học viên sẽ được truyền đạt nội dung cả chuyên đề lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác hội. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở, tổ chức đoàn thể nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và triển khai nội dung kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thành công các chương trình hành động của hội, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Thời gian qua, chính quyền huyện Bố Trạch đã thực hiện khá đồng bộ hiệu quả các giải pháp về cải cách hành chính nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Để công tác cải cách hành chính thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt học tập, triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân. Đồng thời thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả, tuân thủ đầy đủ các quy định thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Luôn cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính và công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch để người dân kịp thời nắm bắt. Bên cạnh đó, việc đưa dự án dân chấm điểm S-score để đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2017 vừa qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa liên thông trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tiếp nhận được hơn 209.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được hơn 207.000 hồ sơ, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là một trong những địa phương thực hiện tốt về công tác cải cách hành chính. Thời gian gần đây, bà con nông dân huyện Bố Trạch đã trồng một số giống khoai lang mới chất lượng cao, cho năng suất, sản lượng khá và được thị trường ưa chuộng. Theo đánh giá ban đầu, hiệu quả kinh tế từ cây khoai lang mang lại cao hơn từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Năm 2018 này, huyện Bố Trạch trồng 380 ha khoai lang, tăng hơn 20 ha so với năm 2017, chủ yếu là giống khoai lang tím Nhật Bản. Ưu điểm của giống khoai lang này là có thể trồng được ở nhiều vùng đất khác nhau, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và rất thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Trung bình mỗi hecta đầu tư khoảng 15 triệu đồng tiền giống, phân bón và công chăm sóc. Sau 4 tháng cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta, mỗi hecta có giá bán 10.000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, người dân thu lãi khoảng 60 đến 80 triệu đồng. Với những hiệu quả kinh tế từ cây khoai lang, thời gian tới huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng khoai lang, nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Trong những ngày này, bà con nông dân xã Phủ Đình, huyện Bố Trạch đang tập trung xuống đồng chăm sóc cây trồng vụ đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, xã Phủ Đình gieo cấy hơn 100 ha lúa, 190 ha sắn, 125 ha dưa hấu và gần 60 ha ớt, lạc, ngô và đậu các loại. Xác định đây là vụ mùa quan trọng, quyết định để công tác đảm bảo an ninh lương thực cho cả năm. Vì vậy, ngay từ đầu vụ, chính quyền địa phương đã chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về giống cây trồng của người dân, đồng thời phối hợp với các trại giống cung ứng 100% giống cây trồng chất lượng cao, phục vụ sản xuất. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân tích cực chăm sóc nên các loài cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tình trạng sâu bệnh được kiểm soát. Hiện nay, chính quyền địa phương đang chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ đồng ruộng để chủ động có các biện pháp phòng trừ sâu bệnh có thể xảy ra đối với cây trồng, đảm bảo có một vụ mùa thắng lợi. Xác định phát triển các ngành nghề dịch vụ là một trong những đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian qua, chính quyền xã Đại Trạch đã tạo mọi điều kiện để giúp người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ. Như vậy, đã giải quyết nhu cầu việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Hiện nay, xã Đại Trạch có 22 doanh nghiệp, 25 cơ sở cơ khí, 9 cơ sở mộc, 7 cơ sở đúc gạch block và hàng chục cơ sở kinh doanh buôn bán. Năm 2017 vừa qua, tổng giá trị của ngành nghề dịch vụ xã Đại Trạch đạt trên 150 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng thu nhập toàn xã. Hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định. Để tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề dịch vụ, hiện nay chính quyền xã Đại Trạch khuyến khích người dân đầu tư mở rộng các cơ sở, các ngành nghề đang là tiềm năng, gắn sản xuất với mở rộng thị trường, phù hợp với nhu cầu và phù hợp với cơ cấu lao động của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, du lịch cộng đồng được xem là loại hình mang tính đột phá nhằm phát triển tiềm năng du lịch dịch vụ của huyện Bố Trạch. Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của cả cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, sự nhạy bén và không ngừng đổi mới về tư duy làm du lịch của người dân đã góp phần thúc đẩy loại hình du lịch này ngày càng phát triển, góp phần quan trọng để thực hiện thành công các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm của địa phương. Sau khi đi tham quan học hỏi kinh nghiệm về cách làm du lịch ở một số tỉnh phía Bắc, tháng 4 năm 2017, anh Hoàng Văn Thiết ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch đã quyết định đầu tư 400 triệu đồng để xây dựng mô hình homestay mang tên OO Lake Island. Trên diện tích đất 2.500 m², anh đã thiết kế các khu ăn uống, khu vui chơi ngắm cảnh và kinh doanh thêm một số loại đồ uống giải khát và các đồ ăn nhẹ. Hiện nay, mỗi tháng homestay OO Lake Island của anh Hoàng Văn Thiết đón khoảng từ 4.000 đến 5.000 lượt du khách trong nước và quốc tế, thu lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, mô hình homestay này còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với mức lương ổn định từ 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Trong quá trình làm, tôi đã là với anh em cũng cảm thấy một số khó khăn, nhưng là được sự đồng tình và giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là hội nông dân của xã, chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Sắp tới chúng tôi dự kiến là sẽ mở rộng được cái dịch vụ homestay, góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Là một trong những xã vùng đệm thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, từ lâu du khách trong nước và quốc tế đã biết đến Sơn Trạch với nhiều thắng cảnh đẹp, các hang động kỳ vĩ nổi tiếng thế giới. Theo đó, các hoạt động du lịch ở đây cũng tương đối phát triển. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, bên cạnh các loại hình truyền thống, nhiều năm trở lại đây, người dân ở địa phương đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình du lịch cộng đồng homestay và farmstay. Hiện toàn xã có 21 homestay và farmstay hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, và thời gian cao điểm có thể lên tới 50 triệu đồng. Đặc biệt, trong gần 2.000 lao động hiện đang làm việc trong lĩnh vực du lịch ở địa phương, thì riêng loại hình du lịch cộng đồng đã thu hút hơn 200 lao động. Xã cũng bố trí tất cả các lực lượng anh em đảng ủy viên, ủy ban ở các địa bàn, vận động tuyên truyền và vận động bà con nông dân phát triển du lịch, rồi là đăng ký mở các cái lớp tập huấn, tức là học ngoại ngữ, rồi là cái ứng xử, rồi các cái nhà hàng để rồi là tiếp cận với là khách của nước ngoài và trong nước. Toàn huyện Bố Trạch hiện có hơn 30 hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, tập trung ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch, Cư Nẫm. Để nâng cao hiệu quả loại hình du lịch này, ngoài đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, huyện Bố Trạch còn triển khai chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân làm du lịch với mức hỗ trợ 15 triệu đồng một hộ gia đình khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Đồng thời chỉ đạo các ban ngành đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo tiếng Anh miễn phí, tập huấn nâng cao nhận thức về cách ứng xử văn hóa, công tác vệ sinh môi trường. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng phong cách văn minh, lịch thiệp và sự chuyên nghiệp đối với những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ tại địa phương. Mô hình này đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình nông dân và từ đó là có một cái thu nhập rất cao so với các cái công việc làm nông khác. Hội nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo hội nông dân huyện Bố Trạch là tiếp tục tuyên truyền, là vận động để là mở ra nhiều cái điểm là du lịch cộng đồng để thu hút là khách thập phương trong và ngoài nước. Khai thác du lịch một cách bền vững và thân thiện với môi trường đang là xu thế chung hiện nay ở nhiều địa phương, trong đó có huyện Bố Trạch. Với sự phát triển và những hiệu quả ban đầu từ các loại hình du lịch cộng đồng homestay và farmstay, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn quan trọng để Bố Trạch nói riêng và Quảng Bình nói chung phát huy tiềm năng thế mạnh,
góp phần khẳng định thương hiệu du lịch trên bản đồ du lịch thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trang Truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình Huyện Bố Thạch thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.